đâu nha. Nếu các bạn muốn biết thêm nhiều chỗ nữa thì đừng quên like, share và subscribe channel của Vicky để chúng ta có thể cùng nhau khám phá những địa điểm hiking khác đẹp hơn nữa nha. Bye bye, stay awesome. Ủa, con đường này đẹp nè. Đi xuống quay cái đường này. Anh đang quay em, nó nhiều quá. Nhưng mà cái đường này đẹp nè. Đẹp trời. Đáng trời đẹp. Cứ đi đi trời. Nhấc cái đầu đi. Cái chỗ này đáng đẹp. Thì đi thì anh nhảy xuống thôi vậy đó. Xí. Nãy giờ chưa quay gì hết á. Đi lại cái mông. Đi vòng lại thôi. Aloha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vicky. Như title các bạn đã thấy thì hôm nay Vicky sẽ dẫn các bạn đi hiking nha. Khi mà đến với Hawaii, đặc biệt là đến với đảo Oahu mà các bạn chỉ tắm biển và đi ăn, không đi hiking thì đúng là một thiếu sót lớn đó nha. Ngày hôm nay Vicky sẽ dẫn các bạn đến một địa điểm hiking khá là dễ cho những bạn mới bắt đầu nè. Và đặc biệt là phong cảnh ở đây rất là đẹp luôn. Đó chính là Nuo Anu Trail, một địa điểm rất là nổi tiếng. Vicky thấy là hình như các khách du lịch khi mà đến đây đều tìm đến địa điểm này, bởi vì đây là một cái trail khá là dễ đi và cảnh rất là đẹp, có cả thác nước nữa các bạn. Ok, không nói dài dòng nữa, các bạn cùng theo chân Vicky nha. Khi mà đến địa điểm hiking thì các bạn đừng lo là sẽ không có chỗ đậu xe nha, bởi vì ở ngay cái cửa của nó luôn có một cái bãi đậu xe rất là to. Nhưng mà nếu mà ngày nào đông á, thì Vicky nghĩ là chắc cũng không còn chỗ, nên các bạn phải tranh thủ đi vào buổi sáng sớm là tốt nhất. Hôm nay thì mình đi ngay cái ngày mà trời mới vừa mưa xong, thành ra là đường khá là sình lầy. Nên các bạn khi mà đi á, nhớ chuẩn bị cho mình giày hiking nè, để mang cho nó chắc chắn không bị trơn trượt. Và mang thêm một cái cây chống nữa để chúng ta đi qua các địa hình một cách dễ dàng hơn. Vừa mới bước vào cửa thì tụi mình sẽ băng qua một cái rừng. Vicky nghĩ cái này là rừng tre. Yeah, chắc là rừng tre, tại cây tre nó to hơn cây trúc mà. Băng qua một cái rừng tre, sau đó chúng ta sẽ đi vô một con đường lớn hơn, dễ đi hơn, không có nhiều sình lầy. Từ cái con đường này các bạn sẽ dễ dàng thấy ở phía xa là một cái dãy núi đặc trưng của Hawaii với những cái rãnh rất là đẹp. Ai, chưa kịp sướng bao lâu lại phải khổ lại rồi các bạn ơi. Đó, vậy là chúng mình lại đi đến một con đường khác hoàn toàn luôn. Cái đường này nó không có sạch sẽ to giống đường hồi nãy nữa, mà nó bắt đầu giống như là đi vô rừng luôn rồi đó. Đó, các bạn có thấy không? Ở dưới chân Vicky bây giờ là toàn là rễ cây. Và một cái trở ngại lớn ở đây là do trời mới vừa mưa nên nó vừa sình lầy rồi gặp rễ cây rồi đá nó trơn nữa. Nhưng mà nói thật sự luôn, nếu mà không có cây chống hỗ trợ với lại cái giày đi leo núi nó bám sát vào đất á, thì Vicky nghĩ nãy giờ Vicky té sấp mặt rồi đó các bạn. À, các bạn có để ý trên những cành cây người ta cột những sợi dây màu đỏ và những sợi dây màu hồng không? Đây là những sợi dây dùng để đánh dấu cho chúng ta không lạc đường đó các bạn. Theo như chia sẻ của chị bạn mà dẫn Vicky đi á, thì chị nói á, là khi mà đến cái trail này á, thì các bạn cứ đi theo những sợi dây màu hồng và màu đỏ nha. Đừng có đi theo sợi dây màu vàng. Khi nào mà các bạn thấy những cái cây mà cột sợi dây màu vàng là biết chúng ta đã đi sai đường đó. Wow, đi sâu vào bên trong, Vicky bắt gặp một cái đập nước nhỏ nè các bạn. Làm cho Vicky cảm tưởng giống như là mình đang lạc vào trong bộ phim Bí mật ngôi mộ cổ vậy đó các bạn. Càng đi vào sâu trong rừng, chúng ta càng phát hiện ra những điều bí ẩn và ly kỳ. Chắc là do Vicky coi nhiều phim quá nên là mình bị nhiễm rồi. Mà các bạn phải công nhận với Vicky là cái cảnh này rất là giống trong phim đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ phải băng qua cái đập nước này. Các bạn nhìn vậy thôi chứ nó cũng cao đó nha. Và cũng khá là khó đi. Nếu mà các bạn mang giày bình thường là các bạn sẽ bị ướt. Nên chúng ta nên mang giày mà không thấm nước nha. Đó, Vicky phải rất cẩn thận bước từng bước một. Bởi vì nếu mà mình bước trật qua bên phải thì mình sẽ té xuống cái đập nước. Còn nếu mà mình bước trượt ô bên trái thì mình sẽ té vô mấy cái hòn đá. Rất là nguy hiểm đó chứ. Cuối cùng thì Vicky cũng đã làm được rồi nè. Đây, còn cả đoàn của mình cũng đã vượt qua được cái đập nước. Lại tiếp tục lên đường thôi nào. Wow, các bạn thấy gì chưa? Vicky đã nói mà, cái rừng này càng đi vào sâu bên trong thì cái cảnh nó càng ly kỳ và huyền bí. Đặc biệt là những bạn nào là một fan của chụp hình sống ảo thì không nên bỏ qua cái trail này nha. Sau khi lội nước xong thì chúng ta sẽ lại leo lên cao. Đúng là một trải nghiệm khá là thú vị, nhưng mà các bạn nhớ ăn sáng trước nha. Đừng như Vicky, Vicky chưa ăn sáng và Vicky đi cái này thật sự luôn, mình đã rất là đói bụng. Và một điểm lưu ý nữa là các bạn nhớ mang theo dầu sức nha. Ở trong rừng này có rất nhiều muỗi luôn. Vicky đã bị chích sưng hết cái chân. Sau khi mà leo lên cao rồi chúng ta lại lội xuống nước tiếp các bạn à. Khoe với các bạn một chút xíu hình ảnh mà Vicky chụp ở đây nè. Khi mà đến với cái trail này á thì Vicky thấy là các bạn đứng ở đâu chụp hình cũng đẹp hết á. Right here. Ok. Tình hình là tụi mình đã đi lộn đường rồi. Đi phải đọc. Đây, đây là cọng dây màu vàng. Các bạn nhớ nha, gặp cọng dây màu vàng là không có đi vô đường này nha. Màu đỏ, có nhiều khúc phải khum qua cây. Mình dẫn theo mấy cái cọng dây đỏ này. Đường rất là nhỏ. Đó, có những khúc mình phải leo lên đá rất là cao, rất là nguy hiểm. Ủa rồi mọi người đi hết bỏ tôi. Oh my god. Wow. Đây. Đây là hai người đi ít mà chụp nhiều nè. Đó, còn đây là họ chị em đi nhiều nhưng mà phải chụp giùm. Chúng ta lại tiếp tục lên đường thôi nào. Vẫn chưa đến đích đâu các bạn ơi. Cái con đường hiking này á, thực ra là nó không có dài đâu các bạn, nhưng tại vì chúng ta phải đi vượt qua nhiều loại địa hình nên mình có cảm giác giống như là cái con đường này nó dài lắm, mình đi hoài mà vẫn không thấy tới. Nhưng mà nếu mà các bạn đi đông người chung với gia đình á thì chúng ta vừa đi một khúc lại nghỉ chân rồi chụp hình rồi lại đi tiếp thì Vicky thấy là cũng rất là thú vị. Ok, đến cái khúc này các bạn hết sức tập trung cho Vicky này. Cái khúc này rất là tâm linh nha. Khi mà vượt qua được cái khúc này, các bạn đã thấy gì chưa? Cuối cùng thì chúng ta đã đến nơi rồi các bạn ơi. Trước mắt các bạn hiện giờ là một địa điểm check-in rất là hot mà hầu như khách du lịch nào khi mà đến đây đều muốn đến cái thác này để mà chụp hình. Và các bạn biết không, trong cái khu mà hiking này á không chỉ là có một thác nước đâu nha, còn có đến 2-3 thác nước khác nữa, nhưng mà các bạn phải biết đường thì mới đi đến đó được, chứ không là chúng ta sẽ rất dễ bị lạc đó. Bây giờ mới có 7 giờ sáng thôi mà Vicky đã thấy đằng sau lưng Vicky đã có một đống người họ đang đứng chờ ở phía sau để được chụp hình rồi. Nên các bạn phải tranh thủ đi sớm, thiệt là sớm để có những bức ảnh đẹp nha. Ok chưa? Ok, hôm nay mình đi hiking, mang theo đồ nghề rất là chuyên nghiệp. Đây là cái túi hiking. Trong đây có nước. Trời ơi, say quá vậy các bạn. Đây. Đây, đó, mỗi lần mình khát nước á, cái mình chỉ cần mở cái này ra cái mình uống liền được luôn. Nước nó sẽ theo cái đường này ra nè, rất là đã khác. Đợi đâu mình uống. Cho ông quay phim uống miếng rồi. Thôi anh đừng có bấm ngừng, chưa có quay xong. Đâu ngừng đâu. Đó, xong mình uống. Sao không có em? Ok, xong rồi mình uống xong. Mình uống xong cái mình gắn vô đây lại. Đó, rất là tiện lợi. Rồi mang theo cái cây này nữa để đi không bị trơn té. Ok. Anh đi để em đi trước anh. Go. Anh đang quay đi. Ôi, lúc đi đẹp, lúc đi đẹp đẽ, lúc về hết hồn. Chồng em đang giặt đồ á chị. Như mấy bà dưới quê. Trên đường đi về thì Vicky bắt gặp gia đình của bạn nhỏ này cũng đi hiking nè. Bạn này mới có 4 tuổi thôi đó các bạn. Vậy là cái đường hiking này khá là dễ. Tuy là con đường hiking này có nhiều địa hình khác nhau, nhưng Vicky nghĩ là các bạn có con nhỏ cũng nên dắt các bé đi. Bởi vì khi mà đi đến đây các bé sẽ được gần gũi với thiên nhiên hơn và có những trải nghiệm thú vị. Trên đường về tụi mình lại tiếp tục băng qua cái con suối lúc nãy. Các bạn đã thấy Vicky bây giờ chuyên nghiệp chưa? Vicky vừa cầm máy camera, Vicky vừa đi luôn đó nha. Cảnh ở đây đẹp quá các bạn ơi, giống như là bồng lai thiên cảnh ở trên trời á, làm cho Vicky không nỡ rời xa luôn á. Đó, bây giờ tụi mình sẽ đi về, nhưng mà đi về một cái hướng khác. Thế là bắt gặp một con đường này dẫn ra một cái lối đi rất là to rộng. Khi mà ra cái đường to này á, chúng ta sẽ bắt gặp một cái cảnh khác hoàn toàn cái cảnh ở trong rừng hồi nãy luôn các bạn. Cái cảnh này, nếu mà bạn nào là một fan của phim Công viên khủng long thì các bạn sẽ thấy cảnh này rất là quen thuộc. Đó là những cái dãy núi mà nó có những cái rãnh sọc xuống. Khi mà nhìn á, Vicky có cảm giác á, là vừa đẹp mà cũng vừa thấy sợ nữa. Wow, các bạn thấy đẹp chưa nè. Ở ngoài đây á, thì gió khá là mạnh, nên các bạn nào là một phe trùm mền vào buổi tối giống Vicky thì nên mang theo áo khoác nha, chứ không thôi là các bạn sẽ lạnh run cầm cập đó. Ok, chuyến đi ngày hôm nay của Vicky đã kết thúc rất là thành công. Và các bạn biết không, ở Hawaii, đặc biệt là ở Oahu này, có rất nhiều nơi để chúng ta hiking, không chỉ là chỗ này không đâu nha. Nếu các bạn muốn biết thêm nhiều chỗ nữa thì đừng quên like, share và subscribe channel của Vicky, để chúng ta có thể cùng nhau khám phá những địa điểm hiking khác đẹp hơn nữa nha. Bye bye, stay awesome.